Mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp tập 22 của bộ truyện Yêu Hồ Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Hai nắm tay của Hàm Nguyệt càng nắm càng chặt, thân thể cũng không tự chủ được khẽ run rẩy. Sự đố kỵ trước nay chưa từng có thiêu đốt trong lòng hắn. Từ nhỏ hắn lớn lên đã được bao bọc ở trong lòng bàn tay, ăn ngon nhất, dùng tốt nhất, ngay cả chiến khí trong tay cũng là loại tốt nhất khoái hoạt lâm. Nếu như có người mặc quần áo so với hắn còn muốn hoa lệ hơn, như vậy hắn nhất định sẽ rách quần áo của đối phương, lại bị đánh cho một trận. Chưa từng có người có thể vượt qua hắn, cho dù là bất luận phương diện gì. Thế nhưng ngay sau khi hắn xuất sơn đến nay, gặp được hai huynh đệ trong truyền thuyết lại xa xa đem hắn bỏ rơi ở phía sau. Từ Ngạo Thiên có một kiện thần khí, Phương Tử Vũ không những có thần khí còn có một kiện tiên khí loại phòng ngự đầy đủ. Hàm Nguyệt đã thực sự đố kỵ sắp phát cuồng. Phương Tử Vũ! Hàm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Tử Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, lạnh giọng: "Ca ca của ta đâu?" Hàm Nguyệt cười lạnh nói: "Đương nhiên là đã chết rồi." Phương Tử Vũ ngoài mặt vẫn như trước bình tĩnh như thường nói: "Thiết Huyết Vệ đâu?" "Đương nhiên là theo hắn cùng nhau xuống địa ngục hưởng phước rồi." "Rất tốt." Hai mắt màu xanh biếc của Phương Tử Vũ bắn ra sát khí vô hạn. "Đã như vậy, các ngươi cũng xuống địa ngục tiếp huynh ấy đi." Nói xong, hắn liền giơ đao hướng Hàm Nguyệt xông tới. Hàm Nguyệt nhìn hắn cười nhạt, bắt vệ thất kinh, vội vàng liều lĩnh chạy tới. Ai ngờ Phương Tử Vũ cố ý để thân hình chậm lại, chờ khi bắt vệ gần sát, đột nhiên xoay người hướng một người trong đó chém tới. Vốn tưởng là Phương Tử Vũ một lòng muốn giết thiếu chủ của mình, lại không nghĩ đến hắn lại quỷ kế đa đoan như vậy. Ám sát Hàm Nguyệt là giả, thực ra là lợi dụng tốt tâm lý, nóng lòng hộ chủ của mấy người mình, công kích trở tay không kịp. Thực sự là trở tay không kịp. Khi Lan phản ứng lại thì trường đao của Phương Tử Vũ đã cách nàng không xa, dọa nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, thân ảnh của Nguyệt rất nhanh đuổi tới chắn ở trước Lan, đem tất cả công lực cả đời đều quán chú vào hai tay, liều mạng phế bỏ hai tay cũng muốn cứu tính mạng của hai người. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, trường đao thản nhiên biến mất. Nguyệt trước khi sửng sốt đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn, vừa cúi đầu nhìn, thanh trường đao này không ngờ xuyên thẳng vào ngực. Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, thấy vẻ mặt cười khổ của Lan, thì ra một đao này xuyên suốt hai người, ngay cả Lan cũng không cách nào may mắn tránh khỏi tai nạn. Vì cái gì muốn cứu ta? Lan nhẹ giọng yếu ớt hỏi. Nguyệt thoáng cười khổ nói: "Ta thực sự thích ngươi." Hai mắt của Lan có chút ướt át nói: "Đồ ngốc, ngươi thực sự là một tên ngốc mà." Nguyệt gật đầu nói: "Để ta tùy hứng một lần đi." Hai người nhìn nhau cười, sau đó nhắm mắt lại song song chết đi. Phương Tử Vũ đem trường đao rút ra, máu tươi đỏ bắn lên toàn thân hắn. Nhật và Ngũ Nữ đã sớm bao vây hắn, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ bi thương. Ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tử Vũ lần lượt đảo qua trên mặt sáu người, đột nhiên phát hiện một việc rất có ý nghĩa. Những người này hình như đều không có kinh nghiệm thực chiến gì. Nếu nói kinh nghiệm thực chiến trong tu chân giới, đứng đầu đó là những nhân vật tán tiên. Tục ngữ nói, người ta ăn muối so với người ăn gạo còn nhiều hơn. Bất luận kinh nghiệm và sự từng trải mấy trăm năm của một tán tiên là không người nào có thể so sánh được. Thứ hai, phải là Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Hai người một mực ở trên chiến trường chém giết nhiều năm như vậy, sở học lại đều là làm sao đưa ra phán đoán chính xác nhất bảo vệ tính mạng của mình, và hơn nữa sạch sẽ gọn gàng giết chết đối thủ. Cùng hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ so sánh, kinh nghiệm chiến đấu của những tán tiên này giống như là một tiểu hài đồng vậy. Từ biểu hiện vừa rồi của Lan và Nguyệt liền có thể nhìn ra, nếu như là người có kinh nghiệm phong phú tuyệt sẽ không hoảng hốt giống như Lan, lại càng không giống như Nguyệt, không cần nghĩ ngợi mưu đồ lấy hai tay cản đao. Nếu đổi lại Phương Tử Vũ hoặc Từ Ngạo Thiên là Lan, một khắc kia nhất định phải công địch để tìm ra đường sống. Mà nếu đứng ở vị trí của Nguyệt cũng nhất định không ngây ngốc đi cản đao, mà là chọn dùng kế vây ngụy cứu Triệu. Nguyên nhân chính là vì những hành động kỳ quái này của Lan và Nguyệt
khiến Phương Tử Vũ trong lòng sinh nghi. Chiếu theo kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, tuyệt đối là vừa ra chiến trường lần đầu, mà thực lực của bản thân bọn họ lại quả thực đạt tới cảnh giới tán tiên. Vì sao lại có nhiều mâu thuẫn như vậy đây? Nhìn sáu khuôn mặt bi phẫn bên cạnh, một suy đoán lớn mật ở trong lòng Phương Tử Vũ tự nhiên mà sinh ra. Hắn nghĩ tới một sự vật đáng sợ. Cùng lúc đó, sáu người bọn Nhật hình thành thế bao vây lại lần nữa đánh đến. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, dưới chân đã bước mấy bước kỳ quái. Hồng không có nghi ngờ hắn, thấy Phương Tử Vũ đứng ở trước mặt nàng liền bất chấp tất cả đánh tới. Nhật hoảng hốt kêu lên: "Không được!" Đáng tiếc đã chậm một bước. Chỉ thấy Hồng từ phía sau Phương Tử Vũ ôm lấy hắn, giống như ôm lấy một đoàn không khí. Thân thể lảo đảo một cái từ trong thân hình của hắn xen kẽ mà qua. Tất cả mọi người nhìn ngẩn ngơ. Nhật bỗng dưng nghĩ tới cái gì, vội vàng hét lớn: "Là tàn ảnh!" Nhưng vào lúc này, một chút hắc mang hiện lên, đầu của Hồng đột nhiên bay lên không trung, một chùm máu tươi từ chỗ đứt của cổ phun vãi ra. "Hồng!" Thường ngày cùng Hồng có quan hệ tốt nhất là Thanh bi thương kêu lên, một chưởng hung hãn đánh về phía sau lưng của Phương Tử Vũ. Tử hét lớn: "Thanh, cẩn thận!" Chỉ nhìn thấy Thanh cũng đồng dạng lảo đảo một cái chúi về phía trước mấy bước, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người hướng phía sau đánh ra một chưởng toàn lực. Nhật vốn là muốn chạy tới bên người Thanh vì nàng bảo vệ phía sau, nhưng không ngờ Thanh nghĩ đến kết cục của Hồng, cho rằng Phương Tử Vũ sẽ ở phía sau nàng đánh lén, mới không nghĩ nhiều đã xoay người phách chưởng, lại đúng lúc đem Nhật đuổi tới cho một chưởng đánh lui. "Ngươi đánh đi đâu vậy?" Thanh âm lạnh lẽo của Phương Tử Vũ xuất hiện ở phía sau nàng. Thanh muốn lại lần nữa xoay người, đột nhiên cảm thấy gáy một trận đau nhức, nàng lại cũng đã không cách nào quay đầu lại. Nhìn thấy thân ảnh của Thanh chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ chỗ đứt trên cổ tuôn ra ồ ạt, tất cả mọi người sợ ngây ra. Chẳng qua chỉ trên dưới nửa khắc thời gian, Phương Tử Vũ đã trước sau giết chết 4 gã tán tiên. Những người này chính là tán tiên tùy tiện ra một người đều có thể áp chế quần hùng nơi đây, nhưng Phương Tử Vũ lại hết lần này đến lần khác như là dễ dàng đã giải quyết. Thực ra Phương Tử Vũ cũng là thủ xảo, từ hành động của Lan và Nguyệt, hắn nhìn ra những người này mặc dù thực lực cao siêu nhưng tuyệt đối đều không có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Chỉ cần không phải ngạnh kháng thì khả năng thắng của hắn chính là rất lớn. Cho nên Phương Tử Vũ ngay từ đầu đã tính toán tốt, lợi dụng tâm lý phẫn nộ và bị kích động cùng với kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không của bọn họ, áp dụng tiêu diệt từng người. Sự thật đã chứng minh đối sách của hắn hoàn toàn chính xác, dùng tàn ảnh thần bộ lại phối hợp với long thần kiếm quyết hư vô mờ mịt. Cho nên những tán tiên không có kinh nghiệm thực chiến này cả đám chết thảm dưới đao của hắn. Nhật xanh mặt quát: "Chúng ta không được khinh cử vọng động nữa." Còn chưa có nói xong, chỉ nghe Tử kinh hô: "Lục, Hoàng, không được!" Lục và Hoàng đồng thời từ hai bên của Phương Tử Vũ đánh úp tới. Pháp khí của Lục bị trường đao trong tay của Phương Tử Vũ chặt đứt ở trước trận so đấu, cho nên là tay không, mà pháp khí của Hoàng bởi vì vận khí tốt không cùng trường đao cứng đối cứng, bởi vậy Hoàng nắm chặt trong tay một đôi gai nhọn tạo hình kỳ dị đâm thẳng về phía Phương Tử Vũ, ý đồ liều mạng Ngọc Thanh câu phần. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, trường đao rất nhanh giao sang tay trái, hắc mang vung lên bước lui Lục, mà lúc này một đôi gai nhọn của Hoàng cũng đã đánh tới. Tay phải của Phương Tử Vũ đột nhiên biến thành mềm mại giống như không xương, quấn lên gai nhọn giống như một con rắn quấn vài vòng trên gai nhọn, sau đó bàn tay đã đặt lên ngực của Hoàng. Trên tràng không biết là ai hoảng sợ kêu lên: "Là Long Thần Trưởng Quyết ư? Du Long Triền Nhiễu!" Hù dọa Hoàng kinh hãi gần chết, muốn thoát ra lui về phía sau, nhưng hai tay lại bị Phương Tử Vũ gắt gao cuốn lấy không thể động đậy. Ba người Lục, Nhật, Tử lại lần nữa nhào tới. Khóe miệng của Phương Tử Vũ lộ ra một tia cười quái dị. Hoàng còn chưa hiểu ra thì đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc, sau đó trái tim tê liệt một chút, lại cảm thấy đau đớn kịch liệt, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hai mắt mở lớn đến chết cũng không cam lòng. "Hoàng!" Lục hét lớn một tiếng, không để ý tới bản thân nhào tới. "Lục, không được!" Tiếng nói của Nhật còn chưa tan hết, chỉ nghe Lục kêu thảm một tiếng, cúi đầu không thể tin tưởng nhìn nơi ngực trường đao đen kịt xuyên thấu thân thể. Sắc mặt của Nhật thay đổi mấy lần, cuối cùng hét lớn: "Thiếu chủ, đi mau!" Dứt lời cũng hướng Phương Tử Vũ xông tới.
Tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Tất cả những biến hóa này thực sự là tới quá nhanh, nhanh tới mức khi bọn họ phản ứng lại thì đã kết thúc. 18 tiên, tròn 18 tiên, Phương Tử Vũ lại chỉ bằng sức của một người, đương trường đã chém giết 9 người. Hơn nữa, tất cả đều là tu vi biến thái tán tiên. Bởi vậy cũng biết thực lực của bản thân Phương Tử Vũ đã cao siêu đến trình độ như thế nào. Nhật đã quấn lấy Phương Tử Vũ cùng một chỗ, bởi vì Phương Tử Vũ thân đã sớm bị trọng thương, khiến chiêu pháp có chút trì trệ. Vì vậy mới cùng Nhật tạm thời cân sức ngang tài. Chẳng qua người sáng suốt đều có thể nhìn ra tu vi của Phương Tử Vũ quả thực là vẫn cao hơn Nhật một bậc. Thắng bại là chuyện sớm hay muộn. Hàm Nguyệt hai mắt đỏ lừ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tử Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đem Phương Tử Vũ thiên đao vạn quả. Hồ yêu đáng chết này không chỉ đến đây gây sự vào ngày đại hôn của hắn, lớn mặt hơn nữa bất chấp tất cả đồ sát thủ hạ đắc lực của hắn, khiến hắn thể diện toàn bộ đã không còn. Cục tức này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không được. Thế nhưng nuốt không được thì có thể làm gì đây? Chỉ bằng vào tu vi sâu không thể lường của bản thân Phương Tử Vũ, khí phách dám một thân một mình đã khiêu chiến người tu chân khắp thiên hạ. Nhìn ra toàn bộ thiên hạ, trừ khi là sư phó của hắn xuất quan, bằng không trong thiên hạ này thực sự không ai có thể địch lại Phương Tử Vũ. Hắn từ nhỏ đã trải qua sự bồi dưỡng trọng điểm của Khoái Hoạt Lâm, mọi thứ tiên đan thần dược, tu luyện pháp bảo hắn đều dùng qua vô số. Thế nhưng vì sao? Vì sao người chỉ tiếp xúc tu chân giới mấy năm kia lại có thể giỏi giang hơn hắn? Không chỉ là Phương Tử Vũ, ngay cả Từ Ngạo Thiên cũng xa không phải hắn có thể so sánh được. Nếu luận đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này. Hàm Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, dường như chuyện tốt của toàn thiên hạ đều tập trung ở trên hai người kia. Không chỉ đều có một thân tu vi sâu không thể lường, chính mình còn sở hữu thần khí mà người tu chân mộng mị di cầu, lại thêm được phương tâm của những thiếu nữ này. Dựa vào cái gì? Chúng nó dựa vào cái gì có thể có những thứ này đây? Hàm Nguyệt trong lúc vô tình liếc đến Bách Huyền bên cạnh, Ngọc Hư Cung ba chữ bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Ngọc Hư Cung, đúng, hai người kia đều là người của Ngọc Hư Cung. Lẽ nào trong Ngọc Hư Cung có đường tắt gì đó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi hay sao? Chẳng qua bất luận có hay không có thứ này tồn tại của Ngọc Hư Cung khẳng định đã uy hiếp tới Khoái Hoạt Lâm. Nếu như để cho bọn họ lại bồi dưỡng ra mấy người giống như Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên, như vậy trong tu chân giới sẽ không còn địa vị của Khoái Hoạt Lâm nữa. Ngọc Hư Cung và Phương Tử Vũ nhất định phải bị diệt trừ. Một loạt ý nghĩ này như ánh chớp hiện lên trong não, Hàm Nguyệt xoay người lại nói với Bách Huyền. Bách Huyền trưởng môn, phải chăng đã đến lúc Ngọc Hư Cung các ngươi thanh lý môn hộ rồi? Bách Huyền sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Thiếu chủ, người cũng thấy rồi, ngay cả 10 vị tán tiên liên thủ cũng không là đối thủ của Phương Tử Vũ. Chúng ta những người tu chân thấp kém này còn có thể có hy vọng gì đây? Hàm Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi mà. Bách Huyền hít sâu một hơi lãnh khí nói. Thiếu chủ, người sẽ không phải là muốn cho chúng tôi... Hàm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói. Yêu hồ Phương Tử Vũ họa loạn tu chân giới, hễ là người của tu chân, vì chảm yêu trừ ma đều phải xuất ra một phần sức lực. Mọi người, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn ngươi, cũng không có lên tiếng. Trước đây Phương Tử Vũ chỉ bằng một người đã đem đông đảo người tu chân giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay tu vi của hắn càng thêm tiến bộ, còn ai dám đem tính mạng ra làm trò đùa đây? Hàm Nguyệt thấy không ai hưởng ứng, càng cảm thấy mất hết mặt mũi, lần thứ hai đề cao thanh âm nói. Lần trừ yêu này, Khoái Hoạt Lâm của ta tận hết sức lực. Bản thiếu chủ tại đây hứa hẹn, hễ là người có thể làm bị thương yêu hồ, Khoái Hoạt Lâm đưa tặng thượng phẩm tiên khí pháp bảo. Nếu có người có thể chém thủ cấp của hắn, bí tịch bảo điển đó mặc hắn lật xem, càng bảo chứng giúp hắn dùng thời gian ngắn nhất phi thăng. Mê hoặc, thật sự là quá mê hoặc. Ai cũng biết pháp bảo cất giấu của Khoái Hoạt Lâm là nhiều nhất, cũng là tốt nhất trong tu chân giới. Nếu như may mắn giết được Phương Tử Vũ, càng có thể lật xem bí tịch cất kỹ của Khoái Hoạt Lâm. Phải biết rằng bảo điển cất kỹ của Khoái Hoạt Lâm giống như tàng thư các của Thiếu Lâm Tự trong chốn võ lâm, trong đó 72 tuyệt kỹ, chỉ cần có thể học được 1-2 loại đã có thể tung hoành trong chốn võ lâm. Mọi người đối mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng, chỉ cần có thể chém hắn một đao cũng là có lời rồi.
Một đại hán tử trong miệng văng ra một câu, sau đó rút trường kiếm ra, xông vào vòng chiến. Bản tính của con người vốn là kỳ quái như thế, khi không thể quyết định, chỉ cần có người đi đầu, lập tức sẽ có một đám người cùng theo. Hơn nữa, đây là ở dưới sự thúc đẩy của lợi ích thật lớn. Thử hỏi, có ai có thể đối mặt với lợi ích thật lớn mà không bị mê hoặc cho được? Nhìn người tu chân bốn phía giống như phát điên, ùn ùn mà tới, Phương Tử Vũ lạnh lùng phun ra một câu: muốn chết ư? Lập tức một trường đánh về phía Nhật. Nhật ngạnh kháng một trường của Phương Tử Vũ, thừa cơ phi thân rời khỏi vòng chiến, khóe môi rỉ ra tơ máu, lạnh lùng nhìn Phương Tử Vũ bị biển người nhấn chìm. Thiếu chủ! Nhật chạy đến bên người Hàm Nguyệt, thấp giọng nói: những người này ngăn không được yêu hồ kia, thuộc hạ sẽ ở lại ngăn hắn một hồi, người nhanh chạy về Khóa Hoạt Lâm xin tôn chủ xuất sơn đi. Hàm Nguyệt còn định nói, Nhật nhanh hơn một bước, gấp giọng nói: thiếu chủ, nếu người chịu bất cứ thương tổn gì, thuộc hạ chết vạn lần cũng cảm thấy day dứt à. Yêu hồ này tu vi sâu không thể lường, thế gian này cũng chỉ có tôn chủ mới có thể đem nó thu phục được. Thiếu chủ, đại cục làm trọng. Hàm Nguyệt hung hãn nhìn chằm chằm thân ảnh của Phương Tử Vũ, cắn răng nói: được, ta sẽ trở về xin sư phụ xuất quan, ở đây giao cho ngươi vậy. Dứt lời liền xoay người lấy thân pháp cực nhanh, giống như một trận gió lao vút đi. Nhìn theo Hàm Nguyệt đi xa, Nhật mới thở ra một hơi, càng cảm thán ánh mắt tinh tường của tôn chủ. Thái độ làm người của Hàm Nguyệt mặc dù ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng làm việc rất quyết đoán, cũng không dài dòng ướt át, quả thực có phong độ của một đại tướng. Bách Huyền vẫn đứng ở bên cạnh chú ý tình thế phát triển, mắt thấy Hàm Nguyệt bay đi, sau khi giật mình vội vàng đi tới hỏi: thiếu chủ đâu? Nhật liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói: yêu hồ này tu vi sâu không thể lường, thiếu chủ đã quay về Khóa Hạt Lâm xin tôn chủ xuất quan rồi. Bách Huyền vội nói: nhưng mà thiếu chủ đi rồi, nơi này làm sao bây giờ? Vì thiếu chủ hy sinh là vinh dự của các ngươi. Ngươi... Bách Huyền chỉ về phía Nhật, tức giận nói không ra lời, được một lát mới run giọng nói: tốt, tốt, thì ra ngay từ đầu chính là âm mưu gạt chúng ta, những người tu chân này bán mạng cho các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem Khoái Hoạt Lâm các ngươi sau này làm sao còn chỗ đứng ở tu chân giới đây. Trong mắt Nhật tinh quang chợt lóe, hung hãn trừng mắt nhìn Bách Huyền. Bách Huyền cũng không chút nào tỏ ra yếu thế, giận dữ nhìn hắn. Lát sau Nhật mới lên tiếng nói: Khoái Hoạt Lâm chúng ta lời nói ra nhất định không nuốt lời. Hơn nữa tu vi của yêu hồ này đã không ai có khả năng địch lại, chỉ có thể hy vọng lấy số lượng đến áp chế hắn thôi, đợi khi hắn sức cùng lực kiệt thì cho một kích chí mạng. Bách Huyền nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi làm như vậy là hủy đi tu chân giới, qua ngày hôm nay lại sẽ có bao nhiêu tinh anh đệ tử đem tính mạng chôn vùi ở đây đây. Trừ ma vệ đạo vốn là thiên chức của chúng ta, từ ngày đầu tiên tu chân các ngươi đã biết điều này, cuối cùng sẽ có một ngày phải hy sinh thôi. Chúng ta không phải là hy sinh mà là mệnh táng trong tay Khóa Hạt Lâm các ngươi. Bách Huyền trưởng môn, ngươi cũng đừng lên quên, chính là tu chân giới các ngươi đã thiên hô vạn hoán khẩn cầu Khóa Hạt Lâm chúng ta ra mặt. Ngươi... tốt, tốt, là Bách Huyền ta có mắt không tròng đã tin lầm ngươi. Dừng một chút, xoay người vận khí hét lớn: tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm của Bách Huyền tuy lớn nhưng lập tức đã bị tiếng chém giết nhấn chìm, ngoại trừ một số ít người ở bên ngoài dừng lại nhìn lã một chút, bên trong vòng chiến vẫn như cũ là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Vô dụng! Nhật cười lạnh nói: hiện tại tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, tình hình đã không phải như ngươi có khả năng ngăn cản. Bách Huyền mắt thấy Phương Tử Vũ đã giống như thiên ma hạ phàm, mỗi một động tác đều dễ dàng lấy đi vài sinh mạng, rốt cuộc hiểu được sự nhỏ yếu của mình, chậm rãi quỳ xuống. Nhật hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: mười huynh đệ tỷ muội chúng ta bản thân thụ ân điển của Khoái Hoạt Lâm, đúng là lúc đem tính mạng này trả lại cho tôn chủ rồi. Dứt lời, Nhật phi thân vọt lên bên trong vòng chiến. Mặt trời lặn về phía tây, chiếu rọi Ngọc Hư Cung đỏ giống như máu vậy. Là nắng chiều nhuộm đỏ Ngọc Hư Cung hay là Ngọc Hư Cung nhuộm đỏ nắng chiều đây? Không một ai quan tâm đến vấn đề này, cũng không ai đi quan tâm Ngọc Hư Cung lúc này máu đã chảy thành sông. Tất cả mọi người giống như phát điên dẫm lên thi thể của đồng bạn một vòng, ngay sau đó lại một vòng xông vào trong vòng chiến. Trận chiến này tinh nhuệ của tu chân giới tử thương gần như không còn. Từ sau một trận chiến này không còn thịnh vượng,
mà yêu tộc cũng nhân cơ hội này nổi dậy không kiêng dè, làm hại khắp nơi, tu chân giới vô lực chống lại. Đường hoàng Lý Thế Dân vì thế đau đầu không thôi, lại thêm do quỷ bạt lớn mật lẻn vào hoàng cung quấy nhiễu thánh giá, đành phải lệnh cho hai người Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim giữ chức môn thần, ngày đêm thủ ở ngoài cửa. Tình huống này kéo dài đến khi Huyền Trang mang theo Tôn Ngộ Không thầy trò bốn người chịu sự cảm hóa của Bồ Tát đi Tây Phương lấy kinh trở về, lại phổ biến rộng rãi kinh thư, khiến cho dân chúng chuyên tâm hướng Phật mới có bắt đầu có chút thay đổi. Chỉ là tu chân giới từ nay về sau bắt đầu sa sút, lại không thể khôi phục thịnh thế tu chân như lúc trước. Cho đến mấy trăm năm sau, Nga Mi Kiếm Tiên hoành không xuất thế, cùng Côn Luân phái lãnh đạo tu chân giới quảng sát yêu ma, tu chân giới mới có thể một lần nữa quật khởi. Trận chiến này, Phương Tử Vũ một thân một mình giết hết tinh anh các phái, máu nhuộm Ngọc Hư Cung, chỉ có một số ít môn phái không xuất thủ mới có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Từ nay về sau, Phương Tử Vũ, cái tên này đã trở thành đề tài không thể nói đến của tất cả mọi người tu chân. Phương Tử Vũ trong một đêm đó huyết tẩy Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, các đường tử thương vô số, cuối cùng chỉ để lại Ngọc Võ Đường của Bách Kiếp và Ngọc Tiên Đường của Bách Độ không ra tay. Trưởng môn Bách Huyền tự trách không thôi, suốt ngày đem bản thân nhốt trong phòng không ăn không nói. Sau mấy ngày, một mình đi tới trước tổ tông Từ Đường, tự hủy gân mạch khí tuyệt. Trận chiến này ở Côn Lôn tụ tập gần vạn người tu chân, có thể sống trở về ít lại càng ít. Khoái Hoạt Lâm ngoại trừ thiếu chủ Hàm Nguyệt lâm trận bỏ chạy, còn lại 10 vị tán tiên tất cả đều chết tại trận. Khoái Hoạt Lâm thanh nguy rớt xuống ngàn trượng, không còn là chí tôn thần thoại trong tu chân giới. Tục truyền yêu tôn Phương Tử Vũ trong trận chiến này bản thân cũng bị trọng thương, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Kim Mê và Lăng Nguyệt rời khỏi Côn Lôn, từ đó giống như bốc hơi ở nhân gian không thấy tung tích. Bồng Lai Đảo, Cư Tiên Phái và Cửu U Sơn Trang sau khi trở về từ đó đóng cửa không ra, khước từ tất cả khách thăm, mà tiên ngữ của Bồng Lai Đảo Tiên Cư Phái và Thiên Kim Lục Tử Huyên của Cửu U Sơn Trang lại đồng thời giống như bốc hơi ở nhân gian, không còn có ai thấy qua tung tích của các nàng. Phương Tử Vũ, một cái tên khiến người ta vừa kính vừa sợ, mọi người ngày đêm cầu khẩn trời cao có thể phái xuống thiên binh thiên tướng đem yêu hồ thu phục cho nhân gian một phần yên bình. Đáng tiếc trời cao dường như không nghe thấy khẩn cầu của bọn họ. Sau đó không lâu, có tin tức truyền ra, nghe nói Từ Ngạo Thiên, người được cho là có tiềm lực lớn nhất có thể cùng Phương Tử Vũ so sánh chống lại, đã chết trong tay Hàm Nguyệt của Khoái Hoạt Lâm. Khoái Hoạt Lâm từ đây đã trở thành cái đích phỉ nhổ của tất cả mọi người. Trong một đêm, từ chí tôn đã biến thành cấm thoại. 3 tháng sau đêm nhuộm đỏ máu trên Côn Lôn Sơn, lúc này tại Đại Đức Điện Khoái Hoạt Lâm, tổng cộng hơn 20 người đang quỳ gối dưới điện, tất cả đều giống như một pho tượng điêu khắc, im lặng bất động, mặt không biểu tình. Chỉ có quỳ gối trước hàng một trung niên nam tử cùng Hàm Nguyệt song song đứng đầu, không ngừng tự thuật lại chuyện của 3 tháng trước. Khoái Hoạt Lâm 10 vị tán tiên lần lượt quy tiên cùng đại sự phát sinh trong tu chân giới 3 tháng này. Ở ngay phía trước mọi người đặt một cái ghế ỷ được làm bằng vàng. Lúc này một lão giả đồng nhan hạc phát, hiệp cốt tiên phong, đang nhắm mắt ngồi trên ghế hoàng kim lắng nghe trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nói xong được một lát, lão giả mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo hàn quang chợt hiện mà qua, mọi người không rét mà run. Thanh âm trầm hậu của lão giả vang lên: Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, vi sư trước khi bế quan đã nhiều lần dặn con đừng gây chuyện sinh sự. Con hiện tại làm ra cục diện rối rắm như vậy, vi sư nên xử phạt con như thế nào đây? Hàm Nguyệt cả người run lên, vội vàng nói: Sư phụ, Nguyệt Nhi cũng là vì suy nghĩ cho Khóa Hạt Lâm chúng ta. Khi đó yêu hồ Phương Tử Vũ đem tu chân giới làm cho tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, tu chân giới mấy lần gửi bái thiệp đến khẩn cầu sư phụ xuất sơn. Thế nhưng sư phụ người bế quan nhiều năm một mực chỉ hoãn không xa, Nguyệt Nhi cũng chỉ là nhất thời nóng lòng sợ ảnh hưởng đến uy danh của Khóa Hạt Lâm chúng ta nên mới... Một tiếng hừ nặng nề nổ tung bên tai mọi người, khiến cho lỗ tai mỗi người nhất thời rung lên ong ong. Vi sư một lần nữa cảnh cáo con không được trêu chọc hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Con ngược lại làm tốt lắm, không chỉ những trêu chọc bọn họ, càng làm cho gà chó không yên. Sư phụ, không phải con trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn đến gây sự với con. Câm miệng! Không lẽ vừa rồi ngươi không nghe rõ lời của Tư Đồ Tiễn sao? Hay là hắn đã vu oan cho ngươi?
Hàm Nguyệt cả người run rẩy, đem trán chạm đến mặt đất run giọng nói: "Đồ nhi không dám." "Nàng ơi, ra tay trước cưỡng đoạt hai nữ nhân kia làm vợ, lại thêm dùng thủ đoạn thâm độc ám hại Từ Ngạo Thiên, lúc này mới làm cho Phương Tử Vũ đến đây báo thù. Những chuyện của ngươi làm trong cốc trước đây, vi sư còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao đây là chuyện nhà của Khóa Hạt Lâm chúng ta, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi rất giỏi, lại chạy ra bên ngoài gây sự, sinh chuyện, thể diện của Khóa Hạt Lâm đều bị ngươi làm cho mất hết rồi. Đã tổn thất 10 vị tán tiên không nói, hôm nay càng làm cho uy danh của Khóa Hạt Lâm rất xuống ngàn trượng. Ngươi tự mình nói đi, vi sư nên làm sao xử phạt ngươi đây?" Hàm Nguyệt dập đầu không ngừng, đến lúc chán cũng đập chảy máu, ngoài miệng không ngừng kêu lên: "Sư phụ tha mạng, là đồ nhi nhất thời hồ đồ, sư phụ tha mạng." "Tha mạng ư? Bản tôn xử sự luôn luôn là tiểu sự bất kể, đại sự bất nhiêu. Ngươi theo vi sư nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu rõ." "Sư phụ..." "Im miệng. Chỉ tại vi sư thường ngày chuyên chú tu luyện quản giáo ngươi quá ít, khiến ngươi làm ra cái họa hôm nay. Hiện tại nếu không nghiêm khắc trừng phạt ngươi, bản tôn sau này làm sao phục chúng đây?" "Tư đồ." Trung niên nam tử lúc trước cung kính nói: "Có đệ tử." "Đem Hàm Nguyệt về Quỷ Môn Nhai để hắn diệt bích suy nghĩ qua 20 năm. Trong thời gian đó không được có bất luận kẻ nào thăm viếng, kẻ nào vi phạm nghiêm trị không tha." "Vâng, sư phụ." Hàm Nguyệt còn không kịp kêu thảm cầu xin tha thứ, đã bị Tư Đồ Tiễn bên cạnh chế trụ, làm hắn nói không ra lời, sau đó một mực kéo đi hậu đường. Tôn chủ lại lần nữa nhắm hai mắt không nói nữa, phía dưới cũng không ai dám mở miệng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hồi lâu một trận tiếng bước chân vang lên, tôn chủ vẫn như trước không mở hai mắt, trầm giọng hỏi: "Xử lý thỏa đáng rồi chứ?" Tư Đồ Tiễn đi tới vị trí của mình, một lần nữa quỳ xuống nói: "Dạ vâng." "Nguyệt Nhi tuy rằng là đệ tử đích truyền duy nhất của bản tôn, nhưng chuyện này quan hệ đến uy danh ngàn năm của Khoái Hạt Lâm chúng ta, bản tôn quyết không thể dễ dàng tha cho hắn. Chẳng qua trải qua những chuyện này, thanh thế của Khoái Hạt Lâm chúng ta cũng không được lớn bằng lúc trước nữa rồi. Xem ra bản tôn vẫn phải xuất hiện. Ai, Nguyệt Nhi lúc nào cũng lại rước lấy phiền phức. Hy vọng sau khi trải qua việc này có thể rút ra kinh nghiệm, không nên lại khiến ta thất vọng nữa." Dừng lại một chút, tôn chủ lại trầm giọng nói: "Chẳng qua thể diện của Khóa Hạt Lâm nhất định phải vãn hồi. Tư đồ, các ngươi lập tức đi tìm tung tích của Phương Tử Vũ." "Thế nhưng..." "Phương Tử Vũ đã sớm không biết tung tích rồi. Bản tôn cho phép các ngươi sử dụng huyền quang kính, vô luận như thế nào cũng nhất định phải tìm ra hành tung của Phương Tử Vũ." "Vâng." Huyền quang kính, một loại tu chân pháp bảo, chỉ có thể dùng để tìm người hoặc tìm vật. Tuy rằng đối với người tu chân không có hiệu quả gì, nhưng muốn tìm vị trí chuẩn xác của một người trong biển người mênh mông thì không có nó là không được. Bởi vì chế tạo huyền quang kính rất khó khăn, vì vậy nó ở trong đông đảo pháp bảo được Khóa Hạt Lâm cất kỹ cũng có thể xem như là tên xếp hàng đầu. Huyền quang kính nhìn tên sẽ nghĩ chỉ là một mặt gương, nhưng chỉ cần người tu chân có thể đưa vào lông tóc của người muốn tìm, lại thi pháp, mặt gương bình thường không có gì đặc sắc sẽ hiện rõ tung tích lúc này của người muốn truy tìm. Chẳng qua nếu như không có lông tóc của người muốn tìm kiếm, như vậy liền cần tu vi cường đại và ý niệm kiên định mới có thể tìm được người kia trong biển người, hơn nữa còn không nhất định thành công. May mà trong Khóa Hạt Lâm không khuyết thiếu nhất lại chính là cao thủ. Ở đây mỗi người đều có tu vi biến thái cấp tán tiên, muốn sử dụng huyền quang kính đúng là việc rất dễ dàng. Lúc này mặt gương đồng bình thường nhưng vô cùng kỳ lạ kia đang nằm ngửa trên mặt bàn. Tư Đồ Tiễn hai tay khẽ đặt ở hai bên của mặt kính, ngẩng đầu nhìn tôn chủ đang ngồi trên ghế hoàng kim một cái, thấy tôn chủ khẽ gật đầu một chút, lúc này mới ra hiệu cho năm vị hộ pháp bên cạnh bắt đầu thi pháp. Năm vị hộ pháp của Tư Đồ Tiễn đồng thời thi triển pháp lực, sáu đạo huyền quang phân biệt rót vào bên trên huyền quang kính. Mặt kính trơn nhẵn phản xạ ra sáu đạo hào quang, đem cả gian đại điện phủ vàng rực rỡ lóa mắt. Hào quang trên mặt kính dần dần tán đi, chậm rãi hiện lộ ra thân ảnh của một người. Không phải một người, là một đám, nói chuẩn xác phải là 7 người. Hai gã thiếu niên, 4 thiếu nữ xinh đẹp cộng thêm một lão đầu khoảng hơn 50. Từ Ngạo Thiên, Từ Đồ Tiễn đầu tiên mắt nhìn thấy nhân vật trong kính lập tức thất thanh kêu lên: "Hắn vậy mà vẫn còn sống ư?" "Hả?" Hai hàng lông mày phiếm bạch của tôn chủ có chút rung động hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Tư Độ Tiễn nhìn một lát mới dè dặt nói: những người này kết thành một trận pháp, hình như là đang chữa thương cho Từ Ngạo Thiên. Tôn chủ gật đầu nói: đúng rồi, Từ Ngạo Thiên tuy rằng không chết trong tay Nguyệt Nhi, chẳng qua theo lý cũng không sai biệt. Bên người bọn họ, cái lão đầu kia tu vi cũng không tệ à. Ta đoán hẳn là chính hắn đã ra tay cứu Từ Ngạo Thiên, cũng vì hắn kéo dài tính mạng cho đến nay. Đúng vậy tôn chủ, người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Ngọc Hư Cung, tán tiên tên xuất thế. Tôn chủ thản nhiên đáp: ta đoán được là hắn rồi. Cứ theo như lời ngươi lúc trước, Từ Ngạo Thiên là bị Nhật một trưởng đánh rơi xuống vách núi, chịu một trưởng của Nhật lại rơi xuống vách núi. Người không có tu vi cực cao, căn bản là không có khả năng cứu được Từ Ngạo Thiên. Tư Đồ Tiễn đang định nói nữa, đúng lúc này Phương Tử Vũ đột nhiên mở hai mắt, một đôi hàn quang phảng phất xuyên thấu qua vô số không gian, rơi thẳng trên bề mặt của Tư Đồ Tiễn, làm hắn không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Trong kính, Phương Tử Vũ bỗng nhiên vừa nhấc tay phải, một đạo hắc mang quyển tập cuốn tới tập kích mà qua. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, huyền quang kính lại tự nhiên xuất hiện một vết rạn. Tư Đồ Tiễn và năm vị hộ pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi nhỏ, còn không kịp lau máu đã vội vàng quỳ xuống nói: đệ tử tội đáng chết vạn lần, xin tôn chủ trách phạt. Tôn chủ phất tay nói: việc này không trách các ngươi, mau đứng lên đi. Tạ ơn tôn chủ. Sáu người Tư Đồ Tiễn lúc này mới dám lau vết máu nơi khóe miệng. Tôn chủ mỉm cười nói: giỏi thay cho một tên Phương Tử Vũ lại có thể có năng lực như vậy, không chỉ cảm ứng được huyền quang kính, lại còn có thể phá tan ràng buộc của không gian, trực tiếp công kích huyền quang kính bản tôn. Nếu như để hắn lại tiếp tục tu luyện thêm, qua thời gian nữa trong tam giới sẽ không còn có ai là địch thủ của hắn ta đâu. Tư Đồ Tiễn vội vàng nói: tôn chủ, hay là thừa dịp hiện tại hắn chưa có được thành tựu, trước tiên... thuận tay làm ra một động tác chém xuống. Không, tôn chủ lắc đầu nói: một người tài như vậy quả thực khó có thể có được. Nếu như không thể để cho ta sử dụng thì thật sự là đáng tiếc. Còn có tên Từ Ngạo Thiên kia đã bị Nhật, Nguyệt, Tinh, sáu người bọn họ vây công, lại rơi xuống vách núi, vậy mà không chết. Thể chất của người này cũng đúng là thượng thừa. Tư Đồ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa hai người bọn họ đến Khóa Hạt Lâm một chuyến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Chờ một chút. Tôn chủ gọi Tư Đồ Tiễn đang muốn xoay người rời đi lại, rồi nói: Phương Tử Vũ kia lúc đầu chỉ bằng sức của một người đã chém giết hợp kích của 10 người bọn Nhật, sau đó lại không nghỉ, nhất cử huyết tẩy Côn Lôn. Bởi vậy cũng biết tu vi của hắn hơn xa các ngươi nhiều. Đối với người này tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, bằng không một khi chọc giận hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn tự mình xuất thủ thôi. Tư Đồ Tiễn cung kính hỏi: ý tứ của tôn chủ là? Khuyên bà cho tốt, nói cho hắn thương thế của Từ Ngạo Thiên chỉ có Khóa Hạt Lâm mới có thể trị. Nếu như hắn không nghe thì sao? Tôn chủ mỉm cười, hung hữu thành trúc, trong lòng đã có dự định nói: hắn sẽ nghe, để cứu Từ Ngạo Thiên, hắn không những tự mình sẽ đến, càng phải đưa Từ Ngạo Thiên cùng nhau tới. Tư Đồ Tiễn gật đầu nói: vâng, căn cứ sự chỉ dẫn của huyền quang kính, bọn họ lúc này ở trong thâm sơn cách Khóa Hoạt Lâm không xa, đệ tử nhất định sẽ tận hết khả năng thuyết phục bọn họ. Tôn chủ khoát tay nói: đi thôi, đi sớm về sớm. Vài ngày sau, cũng tại đại đức điện của Khóa Hoạt Lâm, tôn chủ vẫn như trước ngồi trên ghế hoàng kim của hắn, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Phương Tử Vũ vẫn là một mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lão nhân có khuôn mặt hiền hậu mà trong lòng lại không biết có chủ ý gì này. Ngươi thật sự có thể cứu ca ca của ta? Tôn chủ khẽ khẽ gật đầu. Điều kiện như thế nào? Tôn chủ khẽ cười nói: Phương Tử Vũ quả nhiên là Phương Tử Vũ, cùng ngươi nói chuyện một chút cũng không mệt à. Điều kiện của ta thực ra rất đơn giản, ta muốn ngươi và Từ Ngạo Thiên cùng với thành viên Thiết Huyết Vệ còn sống của các ngươi tất cả gia nhập Khóa Hạt Lâm. Không có khả năng. Phương Tử Vũ nói như chém đinh chặt sắt. Bản tôn biết tình huống của các ngươi với Hàm Nguyệt lúc trước, hắn đã bị ta trừng phạt nghiêm khắc rồi. Ta chỉ muốn hắn chết. Trong giọng nói lạnh lẽo của Phương Tử Vũ lộ ra kiên quyết không gì sánh được. Không còn chút gì có thể thương lượng sao? Không có. Tôn chủ trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên nói: được, bản tôn đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng sao? Bây giờ ngược lại đến lượt Phương Tử Vũ giật mình không nhỏ. Đúng, bản tôn đã đáp ứng.
cùng so sánh với hai người các ngươi, Hàm Nguyệt căn bản chỉ là một tiểu hài tử. Nếu đã có lựa chọn tốt rồi, cần gì phải lãng phí thời gian trên người một kẻ đã bị đào thải đây. Phương Tử Vũ vẫn liên lặng nhìn tôn chủ, nhưng hắn trước sau nhìn không rõ lão ta rốt cuộc là một người như thế nào, kiêu hùng sao. Nhưng lão ta dường như không có dã tâm gì, nếu không bằng vào lực lượng của Khoái Hoạt Lâm, hắn đã sớm có thể hiệu lệnh thiên hạ rồi. Trường giả từ ái sao, càng không có khả năng tùy tùy tiện tiện lại có thể vứt bỏ đệ tử chính mình bồi dưỡng nhiều năm. Chỉ bằng vào một phần lãnh huyết này đủ để khiến kẻ khác không lạnh mà run. Tôn chủ dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Phương Tử Vũ, khẽ cười nói: người rất kỳ quái sao. Thực ra tồn tại của Khóa Hạt Lâm chỉ có một mục đích thôi, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết mục đích này là gì. Bản tôn tận sức bồi dưỡng Hàm Nguyệt chính là hy vọng hắn có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Đáng tiếc Hàm Nguyệt thật là khiến cho ta rất thất vọng. Hiện tại đã có hai người khác ngươi, Hàm Nguyệt đối với bản tôn mà nói đã mất đi tác dụng rồi. Nếu là quân cờ vô dụng, đương nhiên có thể tùy tiện vứt bỏ. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, Hàm Nguyệt chính là của ngươi. Đồng thời bản tôn sẽ lập tức bắt tay vào trị liệu cho Từ Ngạo Thiên. Ngươi nên biết thương thế của Từ Ngạo Thiên bây giờ ngoại trừ bản tôn, căn bản là không ai có thể chữa trị. Nếu như lại kéo dài thêm nữa thì ngay cả bản tôn cũng không có nắm chắc. Được, ta đáp ứng. Chẳng qua chỉ có ta một mình gia nhập, ca ca của ta bọn họ... Tôn chủ ngắt lời nói: về phần Từ Ngạo Thiên sẽ chờ vết thương của hắn lành rồi, do hắn tự mình quyết định. Thế nào, bản tôn tuyệt đối không làm khó dễ hắn. Được, sảng khoái, bản tôn chính là thích tính cách như vậy của ngươi. Tôn chủ cười lớn đứng lên. Được, bản tôn lập tức bắt tay vào trị liệu cho Từ Ngạo Thiên. Còn về phần Hàm Nguyệt, hắn lúc này bị nhốt ở Quỷ Môn Nhai, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn, Tư Đồ Tiễn sẽ đưa ngươi đi. Nói xong liền xoay người hướng hậu đường đi đến. Phương Tử Vũ cũng đứng lên lạnh giọng hỏi: Quỷ Môn Nhai ở đâu? Tư Đồ Tiễn vẫn đứng đầu ở phía dưới, im lặng không lên tiếng, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thầm than một tiếng nói: xin đi theo ta. Quỷ Môn Nhai chỉ là một chỗ vách núi, còn như vì sao lại được gọi là Quỷ Môn Nhai, Phương Tử Vũ cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Tư Đồ Tiễn dẫn Phương Tử Vũ leo lên Quỷ Môn Nhai, từng cơn gió lạnh thổi tới trước mặt, trong những cơn gió này dường như còn mơ hồ nghe thấy có người đang khóc. Đích thật là quỷ khí dày đặc. Nơi này là Quỷ Môn Nhai, thiếu chủ hiện tại đang ở trong một chỗ huyệt động trên đỉnh núi Diệt Bích suy nghĩ. Phương Tử Vũ cũng không nói gì, theo đường nhỏ tự leo lên đỉnh núi. Tư Đồ Tiễn nhìn theo bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng thở dài một tiếng, đứng lặng tại chỗ yên tĩnh đợi. Đỉnh núi là một bãi đất bằng phẳng vô cùng rộng rãi, ngoại trừ vách núi cũng chỉ có một mặt vách đá. Ở phía dưới vách đá có một thạch động cao khoảng 3 thước. Phương Tử Vũ cười lạnh, tung người đi đến thạch động. Bên trong động, Hạp Nguyệt dường như đặc biệt e ngại điều gì, tinh thần cực kỳ khủng bố, khẩn trương, ngồi bó gối một chỗ nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một chút lay động, hắn lập tức nhảy dựng lên, xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ thì sợ hãi thất thanh kêu to: Hàm Nguyệt! Thanh âm lạnh lẽo không mang theo bất luận cảm tình gì. Hàm Nguyệt hơi sửng sốt, con mắt mở to lần nữa nhìn lại người tới, thất thanh nói: là ngươi ư? Phương Tử Vũ chậm rãi đi vào bên trong động, ánh mắt lạnh lẽo đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Hàm Nguyệt. Hàm Nguyệt sửng sốt hồi lâu, biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc thành cười khổ hỏi: là sư phụ để ngươi tới đúng không? Phương Tử Vũ vẫn như trước không nói gì. Hàm Nguyệt tiếp tục nói: ngươi có thể đến nơi này ngoại trừ là sư phụ đồng ý, bằng không ngươi căn bản tới không được. Sư phụ vẫn là vứt bỏ ta rồi đúng không? Có thời gian rảnh rỗi này không bằng ngẫm làm sao mà chạy trốn chết đi. Trốn ư? Hàm Nguyệt cười khổ nói: chuyện sư phụ quyết định không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Ngươi nếu muốn ta chết, vô luận ta chạy trốn tới đâu, kết quả đều là một dạng. Hơn nữa, ta hiện tại toàn thân công lực bị phong, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Dừng một chút lại nói thêm: thế nào, giúp ta giải khai phong ấn, khôi phục lại công lực, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận chứ? Phương Tử Vũ cười lạnh nói: ta không làm chuyện nhàm chán. Dứt lời, trong tay hàn quang chợt lóe rồi biến mất, sau đó xoay người về phía sau chậm rãi rời đi. Phía sau Hàm Nguyệt vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc kia, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phương Tử Vũ,
bỗng nhiên đầu của hắn lệch ra, sau đó ngã nhào trên mặt đất, một chùm máu tươi hướng lên trời phun mà lên. Dưới chân núi, Tư Đồ Tiễn chờ đợi trong do dự bất an, mắt thấy Phương Tử Vũ chậm rãi xuống núi lần thứ hai, thở dài một tiếng, tiến lên chắp tay nói: "Đệ tử Tư Đồ Tiễn ra mắt thiếu chủ." Phương Tử Vũ không có trả lời, cũng không có bất luận biểu tình gì, từ sát bên người hắn mà qua, tiếp tục đi tới con đường của mình. Tại Đại Đức Điện, Phương Tử Vũ lặng lặng ngồi ở vị trí lúc trước của mình, im lặng bất động, bảo trì tư thế như vậy đã 2 canh giờ. Có đôi khi, ngay cả Tư Đồ Tiễn cũng bắt đầu hoài nghi hắn có đúng hay không là một pho tượng điêu khắc băng lãnh. "Sự tình làm như thế nào rồi?" Không biết khi nào, thanh âm trầm hậu của tôn chủ từ phía trước truyền đến. Phương Tử Vũ chậm rãi mở mắt, tuy rằng từ trên mặt hắn nhìn không ra dị dạng gì, nhưng trong lòng hắn lại thất kinh. Tôn chủ này lại có thể vô thanh vô tức ngồi ở trên ghế, mà hắn lại một điểm cũng không biết, chỉ bằng vào một phần công lực này đã xa không phải hắn có thể khả năng so sánh. Hơi gật đầu một cái, lại hỏi: "Ca ca của ta đâu?" "Yên tâm đi, hắn đã không việc gì rồi, qua đêm nay là có thể tỉnh, chẳng qua thương thế không phải nhẹ, việc vẫn cần phải tĩnh dưỡng vài ngày." Phương Tử Vũ tiếp tục nhắm lại hai mắt, lạnh giọng hỏi: "Nói đi, yêu cầu ta làm cái gì?" Tôn chủ mỉm cười hỏi: "Có từng nghe qua thiên nhượng nhân gian không?" Phương Tử Vũ nhẹ lắc đầu: "Như vậy thiên thượng nhất thiên, nhân gian nhất niên, trên trời một ngày, trần gian một năm, những lời này thì sao?" Phương Tử Vũ gật gật đầu. Tôn chủ giải thích: "Rất nhiều người cho là những lời này nói chính là sự khác biệt về thời gian giữa tiên giới và nhân gian. Thực ra không phải, thời gian của tiên giới và nhân gian tuy có sai lệch, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Những lời này thực ra chính là chỉ một kiện pháp bảo." Phương Tử Vũ không nói gì, chẳng qua hắn đã biết tôn chủ muốn nói gì. Quả nhiên, tôn chủ tiếp tục nói: "Kiện pháp bảo này chính là thiên thượng nhân gian. Khoái Hoạt Lâm tôn chủ đệ nhất thực ra cũng không phải là tán tiên, mà là tiên nhân đến từ tiên giới. Mấy nghìn năm trước, đệ nhất tôn chủ vô cớ bị oan, bị nghìn người chỉ trích, nhất thời ôm hận, trộm đi tiên giới bảo vật thiên thượng nhân gian, sau đó lén xuống nhân gian. Tổ tiên tự biết tiên giới nhất định sẽ đến đây đoạt lại thiên thượng nhân gian, cho nên khai sáng ra Khoái Hoạt Lâm, tận lực bồi dưỡng cao thủ chống lại tiên giới." Phương Tử Vũ khe khẽ nhíu mày nói: "Cao thủ bồi dưỡng thì dù sao đi nữa thủy chung vẫn là người tu chân, làm sao có thể chống lại tiên nhân đây?" Tôn chủ khẽ cười nói: "Đó chính là công dụng của thiên thượng nhân gian, chậm một lát bản tôn sẽ giải thích với ngươi." Dừng một chút lại nói tiếp: "Quả nhiên tiên giới sau khi tìm kiếm hơn 10 năm cuối cùng đã tìm kiếm được Khoái Hoạt Lâm. Chẳng qua lúc đó tổ tiên đã đủ lông đủ cánh lãnh đạo các đệ tử của Khoái Hoạt Lâm cùng tiên giới một hồi đại chiến, rốt cuộc thắng thảm truy binh. Ai, chẳng qua tổ tiên ngày đó cũng bị thương rất nặng, sau đó không lâu thì vũ hóa mà đi. Mỗi tôn chủ sau này đều tận lực phát triển Khoái Hoạt Lâm, lấy đối kháng tiên giới là nhiệm vụ của mình. Song tiên giới cũng không chịu bỏ qua, gần như cách 10 năm lại phái một ít truy binh xuống đây. May được tổ tiên phù hộ, mỗi cuộc chiến đều cho Khoái Hoạt Lâm ta thắng thảm mà kết thúc đi." Phương Tử Vũ nói xen vào: "Khoái Hoạt Lâm mạnh như vậy sao?" Tôn chủ cười nói: "Ngươi một mình từng độc đấu với 10 vị tán tiên của Khoái Hoạt Lâm, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người cả. Trên thực tế, với tu vi bây giờ của ngươi đã sớm có thể đứng hàng tiên ban được rồi." Dừng trong chốc lát lại nói thêm: "Không chỉ là ngươi, còn có Từ Ngạo Thiên kia. Bản tôn thực sự không biết hai người các ngươi tu luyện như thế nào đã đến cảnh giới như vậy mà còn chưa có thiên kiếp phủ xuống. Nghĩ đến cũng chỉ có thể có một cách giải thích thôi, chính là hai người các ngươi đã sớm thoát ly phạm vi của tu chân, bước trên một con đường tu chân xưa nay chưa từng có." Phương Tử Vũ vẫn như cố im lặng, không lên tiếng. Trên thực tế, những lời này hầu tử cũng đã từng nói qua với hắn. Về phần tốt hay xấu, ngay cả hầu tử cũng nói không rõ, chỉ nói tất cả tùy duyên. Tôn chủ than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Thực ra tiên giới có quy củ của tiên giới, mỗi lần người hạ phàm cùng một lúc không được quá nhiều, để tránh tiên khí quá nặng dẫn tới thiên phạt làm cho nhân gian đại loạn. Cho nên mỗi lần truy binh tới thảo phạt Khoái Hoạt Lâm cũng không vượt quá 10 người. Cũng may mà nhân số tiên nhân quá ít, Khoái Hoạt Lâm mỗi cuộc chiến lấy ưu thế nhân số cuối cùng đều có thể thắng lợi, chẳng qua cũng đều là thắng thảm. Mãi đến 600 năm trước, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung."
Tôn Ngộ Không ư? Phương Tử Vũ thất kinh. Đúng, Tôn Ngộ Không là một quái thai, lấy yêu nhập đạo, một thân tu vi sâu không thể lường. 600 năm trước, hắn bằng một sức người đại náo tiên giới. Nghe đồn thì ngay cả 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không bắt được hắn. Cuối cùng tiên giới cũng không có cách nào, đành phải mời Như Lai ra mặt. Như Lai dùng kế mới đưa hắn đè dưới Ngũ Chỉ Sơn 600 năm. Hèn hạ. Phương Tử Vũ từ trong miệng phun ra một câu. Hầu tử vẫn một mực không nói cho hắn uy phong ngày xưa của mình. Phương Tử Vũ chỉ biết là hầu tử này pháp lực thông thiên, không ngờ tới lại có bản lĩnh như vậy. Cũng âm thầm vui mừng bản thân may mắn có thể gặp gỡ hắn. Việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung khiến bản tôn đột phát kỳ tưởng, quyết định tận sức bồi dưỡng một nhân tài. Chỉ cần hắn có thể đoạt được tu vi giống như Tôn Ngộ Không kia, Khoái Hoạt Lâm ta vĩnh viễn sẽ không phải e ngại tiên giới nữa. Thời gian mấy trăm năm sau đó, bản tôn tìm khắp thiên hạ, rốt cuộc tìm được một nhân tuyển tư chất thượng thừa. Người đó chính là Hàm Nguyệt. Đáng tiếc, Hàm Nguyệt tư chất mặc dù cao, nhưng xa không thể đạt tới yêu cầu của bản tôn. Bản tôn đối với việc này cũng vô cùng thất vọng. Mãi đến khi phát giác ra ngươi, ngươi muốn để ta giúp ngươi chống lại tiên giới ư? Không phải chống lại mà là hủy diệt. Bản tôn muốn ngươi giống như Tôn Ngộ Không năm đó đại náo tiên giới, đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Sau đó nó đến một cái tên này đều là văn phong biến sắc, không dám tùy ý đánh Khóa Hạt Lâm chúng ta nữa. Chỉ bằng ta ư? Tôn chủ gật đầu nói. Bằng vào tu vi hiện nay của ngươi, đương nhiên là không có khả năng rồi. Chẳng qua chỉ cần có sự trợ giúp của thiên thượng nhân gian, bản tôn tin tưởng không bao lâu nữa ngươi có thể đạt tới yêu cầu của bản tôn. Phương Tử Vũ khẽ nhíu mày hỏi. Thiên thượng nhân gian rốt cuộc là cái gì? Là một kiện pháp bảo chuyển hoán thời gian. Chỉ cần có thể hiểu được phương pháp mở ra, một người sau khi tiến vào bên trong đó một năm cũng chỉ có trên dưới một ngày ở bên ngoài thôi. Vì vậy có càng nhiều thời gian dùng cho tu luyện. Khoái Hoạt Lâm của ta có thể có được đông đảo tán tiên như vậy, đó là được sự trợ giúp của thiên thượng nhân gian, lấy thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra đông đảo cao thủ. Khó trách khi ở Ngọc Hư Cung, ta đã cảm thấy những người đó tu vi mặc dù cao thâm nhưng không hề có kinh nghiệm gì cả. Tôn chủ thở dài. Tu vi mặc dù có thể tu luyện, nhưng kinh nghiệm lại phải chậm rãi mà tích lũy lấy. Đây vẫn một mực là chỗ khổ não của bản tôn. Muốn Khóa Hoạt Lâm ta không hỏi thế sự, làm sao có được kinh nghiệm đây? Cho nên ngươi đã xem trọng Thiết Huyết Vệ. Tôn chủ gật đầu, lập tức lại thở dài nói. Đều là Hàm Nguyệt làm hỏng việc của ta. Bằng không nếu được 300 Thiết Huyết Vệ lại tiến hành huấn luyện, tin tưởng bọn họ đều sẽ là trợ thủ đắc lực của ngươi. Đáng tiếc Hàm Nguyệt hạ thủ quá độc, bây giờ còn lại không đến 40 người. Chẳng qua có thể từ trong tay Hàm Nguyệt kiên trì đến khi xuất thế tán tiên tới cứu, tin tưởng hơn 30 người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khoan đã, thế nhưng Thiết Huyết Vệ cùng Khóa Hoạt Lâm của ngươi oán hận chất chứa đã sâu, bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi đâu. Bản tôn biết, dù đi dù ở, bản tôn cũng tuyệt đối không làm khó bọn họ đâu. Vô luận như thế nào cũng hy vọng ngươi và Từ Ngạo Thiên cùng Thiết Huyết Vệ ở trong thiên thượng nhân gian tu luyện một đoạn thời gian, xem như là một loại bồi dưỡng đối với bọn họ đi. Phương Tử Vũ gắt gao nhìn chằm chằm tôn chủ. Tôn chủ ung dung bật cười nói. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đây quả thực là lời từ đáy lòng của bản tôn. Lời của bản tôn nói qua nhất định sẽ tuân thủ, ngươi có thể yên tâm. Còn về phần ngươi, Phương Tử Vũ ngắt lời, lạnh giọng nói. Ngươi yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng với ngươi, ta cũng sẽ làm được. Tốt. Tôn chủ mạnh mẽ vỗ tay một cái nói. Như vậy bản tôn liền sẽ lập tức tuyên bố Phương Tử Vũ từ hôm nay trở đi sẽ trở thành bế môn đệ tử của bản môn, thiếu chủ của Khóa Hạt Lâm ta. Tư Đồ Tiễn ở phía sau cung kính nói. Chúc mừng tôn chủ, đệ tử ra mắt thiếu chủ. Trong đại đức điện vang vọng tiếng cười to đắc ý của tôn chủ. Phương Tử Vũ thản nhiên nhìn tôn chủ một cái, đứng dậy hỏi. Ta có thể đi xem ca ca của ta được rồi chứ? Có thể, từ nay về sau trong Khóa Hoạt Lâm, bất luận địa phương nào, người đều có thể tùy ý đi được. Tuyệt đối không ai dám ngăn cản ngươi đâu, kể cả tàng thư lâu và pháp khí lâu của hậu viện. Phương Tử Vũ không nói gì, xoay người rời đi. Tư Đồ. Đợi Phương Tử Vũ đi rồi, tôn chủ trầm giọng nói. Có đệ tử. Đem quyết định vừa rồi của bản tôn lập tức thông báo cho mọi người. Từ nay về sau không được làm khó dễ Phương Tử Vũ. Những người này, bọn họ có yêu cầu gì cần tận lực thỏa mãn.
Vâng, đệ tử lập tức đi làm. Đợi sau khi Tư Đồ Tiễn rời đi, tôn chủ một mình ngồi trong đại đức điện lẩm bẩm: Phương Tử Vũ, quả thực so với Hàm Nguyệt tốt hơn rất nhiều. Bản tôn một ván bài này đã không đi sai rồi. Còn Từ Ngạo Thiên, nếu có hắn và Thiết Huyết Vệ trợ giúp thì càng thêm vạn vô nhất nhất. Ngày thứ 8, Phương Tử Vũ trở thành thiếu chủ của khóa Hoạt Lâm. 8 ngày này, Phương Tử Vũ và Lăng Nguyệt, Kim Mê, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ đều một tấc cũng không rời khỏi Từ Ngạo Thiên. Tuy nói thương thế của Từ Ngạo Thiên đã không có gì trở ngại, nhưng tôn chủ đã nói qua, bởi vì hắn thương thế quá nặng, do đó nhất định cần phải nằm trên giường dưỡng thương 7 ngày. Bằng không, khó bảo toàn vết thương cũ tái phát. Thời gian buồn chán thực sự là khó qua. Phương Tử Vũ không muốn nói, Từ Ngạo Thiên không thể nói chuyện, tứ nữ không có hứng thú nói chuyện. Một phòng 6 người đã vượt qua ngày đầu tiên buồn chán như thế. Ngày thứ 2, Phương Tử Vũ từ trong tàng thư lâu và pháp khí lâu mang đến một đống lớn thư tịch và pháp bảo. Mọi người lúc này mới tìm được một chút việc để làm. Chẳng qua việc này đã làm khổ đệ tử trông coi hai trọng lâu các. Khóa Hoạt Lâm chưa từng có tiền lệ cho người người mượn bí tịch. Thế nhưng ngay cả tôn chủ cũng chẳng quan tâm, bọn họ còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tử Vũ giống như cường đạo cuốn lấy phần lớn thư tịch và pháp bảo, sau đó nghênh ngang mà đi. Những bí tịch và pháp bảo này đem xuất thế và 36 thiết huyết vệ hấp dẫn lại đây. Ngay sau đó, trong một thời gian phòng chen chúc hơn 40 người suốt ngày xem bí tịch và nghiên cứu pháp bảo. May mà phòng ốc trong khóa Hạt Lâm xây dựng đều đủ lớn, miễn cưỡng đủ cho hơn 40 người ở lại. Nếu không, phòng ở đã sớm bị chen đổ rồi. 6 ngày sau đó, nhóm người này ngoại trừ ăn uống, vệ sinh, tất cả đều chìm đắm trong những bảo điển và hoa cả mắt trong pháp bảo. Ngày thứ 8, dưới sự dạy dỗ có thiện nghi mà không chiếm là Vương Bất Đàn của xuất thế, một đám người lại trùng trùng điệp điệp hướng thiên thượng nhân gian xuất phát. Các vị đã tới rồi. Tư Đồ Tiễn dẫn mọi người đến trước một gian nhà đá thật lớn. Tôn chủ đã sớm đứng chờ, lúc này nhìn thấy mọi người mỉm cười gật đầu tỏ ý chào. Gian nhà đá này Phương Tử Vũ cũng đã từng tới, chỉ là cửa đá vẫn luôn khóa chặt. Mà Phương Tử Vũ cũng không có lòng hiếu kỳ, vì vậy liếc mắt qua một cái đã quên. Nơi này chính là thiên thượng nhân gian. Xuất thế hỏi trước một bước, tôn chủ cười lớn nói: Nơi này không phải là thiên thượng nhân gian, mà là thiên thượng nhân gian bây giờ đã bị phong ấn ở bên trong. Xuất thế nhìn cửa đá to lớn một chút than thở: Cần phòng ở lớn như vậy để phong ấn thiên thượng nhân gian này rốt cuộc có bao nhiêu lớn đây? Tôn chủ cười nói: Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong liền lấy ra một cái chìa khóa tạo hình kỳ lạ giao cho Tư Đồ Tiễn. Tư Đồ Tiễn bước lên phía trước tiếp nhận cái chìa khóa, sau đó vặn loạn một trận trên ổ khóa. Cái khóa này bị tổ tiên hạ cấm chế. Thừa dịp Tư Đồ Tiễn chưa mở ra cửa đá, tôn chủ đã giải thích: Không phải cái chìa khóa đồng dạng được thi pháp qua thì không thể mở. Nếu như mạnh mẽ mở ra sẽ kích động cấm chế của cửa đá này, lập tức mở ra diệt hồn trận tiêu diệt người tới. Diệt hồn trận ư? Xuất thế sợ hãi than: Trời ạ, các ngươi lại có thể dùng trận pháp ác độc như vậy sao? Trên mặt tôn chủ hiện lên một tia không hài lòng, lập tức lại khôi phục lại thái độ bình thường nói: Không có biện pháp, thiên thượng nhân gian này đối với khóa Hạt Lâm chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, để đảm bảo không xảy ra sai sót gì, không thể không dùng chút thủ đoạn. Trong khi nói chuyện, Tư Đồ Tiễn đã mở được khóa cửa, xoay người hỏi: Tôn chủ, mở cửa ra. Vâng. Cửa đá này giống như có trọng lực thiên quân, Tư Đồ Tiễn dùng hết sức đến khi mặt đỏ bừng mới làm cho nó chậm rãi mở ra. Ngay khi đại môn vừa được mở ra một cái khe, một cơn gió lạnh mãnh liệt từ bên trong theo cái khe thổi ra. Xuất thế sợ hãi than: Khí mạnh quá. Cũng ngay lúc đó, thần thạch ở trên cổ của thiên địa càn khôn giới, trên ngón tay của Phương Tử Vũ cũng nhảy lên không yên. Hắn thất kinh vội vàng lấy tay không cách y phục đè lại thần thạch, không để tình huống nó nhảy lên bị người khác phát hiện ra. Tử Vũ, làm sao vậy? Tôn chủ quan tâm hỏi. Phương Tử Vũ thản nhiên nói: Không có chuyện gì. Lấy tính cách của hắn, chịu nói chuyện với ngươi đã là rất không tồi rồi. Tôn chủ cũng không để ý, thản nhiên cười trừ.
cửa đá từ từ mở rộng, lộ ra một gian phòng rộng rãi đủ để đồng thời dung nạp 50-60 người. Tôn chủ dẫn đầu đi vào nói: "Các vị, nơi này chính là địa phương phong ấn thiên thượng nhân gian." Mọi người nối đuôi nhau vào, phát hiện trong gian phòng này không có một vật gì, ngoại trừ có một khối thạch bích tường đá chính giữa tương đối đặc biệt, lại có thể dùng ngọc thạch chế tạo. Trên tường ngọc có khắc chi chít một đám ký tự, thế nhưng ngay cả xuất thế cũng xem không hiểu những ký tự này là gì, ngược lại càng giống như là một loại phù hiệu. "Các vị," tôn chủ đi đến trước ngọc bích nói, "đây chính là thiên thượng nhân gian." "Chính là khối này ư?" Xuất thế tiến lên gõ gõ ngọc thạch nói, "Mới vừa rồi trận gió mạnh kia là nó thổi ra ư? Nhưng hiện tại làm sao nhìn thì đều là bình thường, không có gì đặc biệt vậy." Không chỉ có xuất thế, ngay cả Phương Tử Vũ cũng cảm thấy kỳ quái. Thần thạch và thiên địa càn khôn giới cũng không còn nhảy lên nữa. Tôn chủ mỉm cười, xoay người đối diện với ngọc bích, hai tay rất nhanh kết xuất một loạt các thủ ấn, trong miệng lại lẩm bẩm niệm tụng. Thủ ấn có thể học, nhưng thủ ấn nhất định phải liên quan với chú văn. Tôn chủ lúc này trong miệng niệm mơ hồ không rõ, ngay cả xuất thế cũng nghe không hiểu hắn niệm cái gì. Xem ra ngoại trừ độc môn thủ pháp, ngoại nhân căn bản sẽ không có biện pháp mở ra khối thiên thượng nhân gian này. Đang trong lúc suy tư, ngọc bích đột nhiên lóe lên một trận quang mang chói mắt. Xuất thế một tay vẫn đặt trên mặt ngọc bích sừng sốt một chút, lập tức oa một tiếng kêu to lên, cả người đã rơi vào bên trong ngọc bích. Trên mặt ngọc bích vốn giống như mặt hồ yên ả, nổi lên một trận rung động, mãi đến khi xuất thế hoàn toàn biến mất trong ngọc bích mới khôi phục yên lặng. Cùng lúc đó, thần thạch và thiên địa càn khôn giới trên người Phương Tử Vũ lại một lần nữa nhảy lên kịch liệt. Để không bị tôn chủ nhìn ra dị trạng trên người, Phương Tử Vũ vốn đã sớm biết được công dụng của thiên thượng nhân gian, giả vờ giật mình muốn đi kéo xuất thế lại. Sau đó bản thân cũng rất nhanh biến mất trong ngọc bích. "Tử Vũ!" Từ Ngạo Thiên bước lên phía trước, lại bị tôn chủ nhanh hơn một bước ngăn cản. "Yên tâm đi, bọn họ đã tiến vào thiên thượng nhân gian. Nhớ kỹ, thiên thượng nhân gian mỗi một lần mở ra đều cần 7749 ngày, mà các ngươi ở bên trong cũng chính là 50 năm. 49 ngày sau, ta sẽ một lần nữa mở thiên thượng nhân gian mang các ngươi ra. Trừ lần đó ra, căn bản là không có phương pháp khác đi ra đâu. Các ngươi cũng chỉ có thể ở bên trong tĩnh tâm tu luyện thôi." Từ Ngạo Thiên chắp tay nói, "Đa tạ tôn chủ." "Đi thôi, lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện cho tốt vào. Nếu như các ngươi có thể trong 50 năm này đột phá cảnh giới phi thăng, thiên thượng nhân gian sẽ ngăn cản thiên kiếp cho các ngươi, càng miễn đi nỗi khổ binh giải. Sau đó đi ra, các ngươi đều đã là tán tiên chi thân rồi." Thiết huyết vệ phía sau nghe vậy đều hưng phấn một hồi. Tán tiên đó chính là tồn tại biến thái nhất của tu chân giới. Vừa nghĩ đến sau khi bọn họ một lần nữa xuất quan, không ai có thể địch lại, cả đám đều khoa tay múa chân, nóng lòng muốn thử. Từ Ngạo Thiên sau khi nói lời tạm biệt cũng tiến vào bên trong ngọc bích. Sau đó Lục Tử Huyên, Tư Nữ và Thiết Huyết Vệ cũng nối đuôi nhau đi vào. Mãi đến khi cả gian thạch thất chỉ còn lại hai người, tôn chủ và Tư Đồ Tiễn, mặt ngọc của thiên thượng nhân gian hiện lên một trận rung động, sau đó khôi phục thành bộ dáng bình thường, không có gì đặc biệt. Tôn chủ cười lạnh một trận, dần dần biến thành cất tiếng cười to. Tư Đồ Tiễn hai tay nắm chặt, cung kính đứng một bên không dám nói lời nào, chỉ là chỗ thái dương không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Kính thưa các bạn, tập 22 của chúng ta kết thúc tại đây. Mời quý vị hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong tập 23 sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.